Đây là phụng đớt nè. Hello mọi người, em là phụng khúc nhà. Phụng khúc nhà. Điều khiển qua lại nè. Ok. Hello. Hello mọi người, mình là phụng khúc nhà. Hello mọi người, mình là Tính. Mà thêm chữ nữa, từ bi mới được. Còn đây là nhân vật chính. Hello. Thái vui, thái vui, thái vui. Hôm nay tụi em mình đi đi mò hến nha mọi người. Mò hến, bắt ốc, có gì mình bắt cái đó. Giờ mình đãi mọi người một món ngon lắm. Dết vô. Dết vô, thử thách 6 ngày 6 đêm. Thử thách 6 ngày 6 đêm đi mò hến bắt ốc. Dù mẹ có la, có rưỡi, có máy cũng không lên. Không dết vô. Tôi có lắc được con nè. Có không? Má còn ý rồi sắm nè, phụng. Rồi phụng rồi, cái gỗ đâu? Cái gỗ dưới đó rồi. Thì chứ đứng này cũng không có nữa. Hai con à. Kiếm ta đầu kiến không có. Có gì dạy ở đằng đó đó. Thế rồi. Em đi tòi đi. Cái này phải có cái xuồng ha. Đi xong cái em quay. Đây là thành quả nè mọi người ơi. Xíu xíu. Bỏ đi. Công kỹ mình làm. Thành quả của mình. Ai đem cái gỗ lên đây luôn anh Tính. Cá xa rồi mới có người. Mà dài dài hơn đẳng đất nó cứng nó có làm hang. Rồi sao đi? Em đi được. Em đi được không? Phải nhảy. Để nằm em đi. Dừng lại đó đấy. Để đi. Trời quay tầm dừng hoài. Nữa mày ghép vô được không? Ủa có rồi đi. Cũng rồi đó. Vậy? Để em qua sông thử coi có không. Có chó. Hai người làm gì đó. Đi lại đi vậy đây nè. Tôi lên tôi không có mặc quần nữa đó. Không mặc quần hả? Lên đi fan ơi. Đổi địa điểm thôi fan ơi, đây không có rồi. Mình đổi địa điểm thôi các bạn ơi. Đâu rồi, cái thao kia đâu rồi? Ở đây mình không có rồi. Mọi người hãy theo chân tụi mình để đổi địa điểm. Yes go. Ba mẹ kêu không về nha. Nhưng mà là mò không có là nên đi về nha mọi người. Nè cưng quay đi. Anh lạnh quá. Anh bị gung rồi. Lạnh quá. Để anh cầm cho. Ôi trời. Đây có hai con mỹ nữ đang quay top top nè mọi người. Muốn làm ai đồ top top thì theo chân Ngọc Hân. Không lớn mà có không? Phải mò mới biết chứ. Ngoài đó á, nó ăn gờ tay là mấy con hót, mấy con. Ê, mắc cỡ quá à.
Lâu quá không tắm phần này. Ở này có cái này, đừng để ý nha mọi người. Để ý cái giò đó. Vừa đó của người ta mọi người. Uống là cũng đọc rồi. Cái giò này nhà trọng nè mọi người. Nhà mày nhà người ta trọng nè. Chưa kịp nói nữa. Cái me này dốt nè mọi người. Học dốt quá là lớp còn trái nhóc chưa. Trọng nằm đâu rồi Tông? Thẳng luôn, đâm qua đường luôn. Không biết quay đi kêu quay má. Chị Giang. Anh không biết quay. Chị cầm chị quay đi, đứa nào ban ra. Quay giùm. Ơi, nó biết chạy kìa. Quay. Quay mẹ, quay hoài. Quay cầm camera được không chị? Camera. Có khi nào em nhớ đó nè. Đừng bay nghe đá luôn đó. Có khi nào em khóc gì à? Đúng như vậy. Hết màu dẹp mà mày có cá nhịn đất mà. Ê, cái để đi cái cồng kinh nó chổng nó ra ra tới đây nó khác liền, cái nước nó khác không biết sao, cái nó lạnh khác nha không, trời là trời đá không à, ra sao sao nữa dính rồi mọi người ơi, đá lạnh kia đá này mà kêu mỏ hết trời, tay ra đây tao kêu mỏ hết trời. Mò lấy cái tay chàng chàng trên mặt nó lú lú lên, mò về hướng này nè, hướng ngay chỗ này nè. Con đến không? Nè, lấy tiếp anh rồi. Dỡ lên cục đá chứ đâu. Đây nè. Anh tiếp em á. Đây nè. Anh tiếp em ở đâu? Tiếp lên. Bự, con này bự. Con này bự nè, lên. Không là khó rồi. Đấy là lên khúc đằng kia kìa. Trời ơi là trời, đá không à mấy chị ơi. Pin yếu à. Vậy.